Nhất định hai người em phải lập gia đình đấy nhá. Không hai lời. Anh là trưởng nam, anh là cháu đích tôn. Anh đi mà lấy vợ để con đi. Cái Yến thì nó có cái gì hơn cháu đâu. Nó cũng đang ế lòi cả mắt ra. Kính chào quý vị khán giả của Góc Nhìn Văn Hóa. Vừa rồi là một trích đoạn trong bộ phim Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do đang được phát sóng giờ vàng trên VTV3 hiện nay. Những tình huống trong phim như là bố mẹ giục cưới, con cái thoái thác được các bạn trẻ chia sẻ rất nhiều trên mạng với những bình luận như là tôi thấy mình ở trong đó. Trước đây thì ông bà ta bảo là gái 30 tuổi đã toan về già. Còn bây giờ số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2022 cho thấy là độ tuổi kết hôn trung bình của thành phố Hồ Chí Minh là 29,8, gần chạm ngưỡng 30 tuổi. Tuổi kết hôn trung bình của thanh niên Việt Nam những năm gần đây cũng có xu hướng tăng lên. Khác với thế hệ ông bà cha mẹ, quan điểm của người trẻ về cách sống, định nghĩa về tình yêu, hôn nhân hiện nay đã có những thay đổi. Cùng lứa tuổi ngoài 30, trong khi nhiều bạn bè đã kết hôn, sinh con, thì Hiền vẫn độc thân vui vẻ. Không còn ngại những câu hỏi như bao giờ lấy chồng, khi nào thì cho ăn cỗ. Hiền tự tin với cuộc sống hiện tại và có lý do riêng của mình. Cảm thấy là nó là một câu hỏi bình thường và mình chưa có đáp án cho câu trả lời đấy thì mình cười thôi. Không có cái độ tuổi nào gọi là sớm hay muộn, chỉ là phù hợp hay không phù hợp thôi. Và lúc nào thì mình sẵn sàng cho cái việc đấy, chứ không nên thúc ép bản thân vì mọi người xung quanh đặt ra một cái tiêu chuẩn nào đấy. Bản thân mình muốn sống một cuộc sống như thế nào, điều gì làm mình vui. Và thứ ba là cho công việc, vì công việc cũng là một thứ mà khiến mình cảm thấy vui. Công việc ổn định, 26 tuổi, là phụ nữ. Những điều luôn khiến cho Ngọc Trâm bị thúc giục là nên kết hôn để ổn định. Em thấy là cuộc sống bây giờ cũng khá là tốt rồi. Và có khi đây cũng là một cái khoảng thời gian để cho em có thể chín chắn hơn và trưởng thành hơn để sau này bước vào cuộc hôn nhân thì em sẽ có thể biết cách để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Theo thống kê mới nhất năm 2022, tuổi kết hôn trung bình của Việt Nam là 26,9 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh có tuổi kết hôn cao nhất là 29,8. Một số tỉnh thành phố khác như Cần Thơ, Khánh Hòa, độ tuổi kết hôn của thanh niên cũng đều trên 28. Xu hướng kết hôn muộn cũng chứng tỏ giới trẻ có sự chuẩn bị tốt hơn về tài chính và trách nhiệm khi kết hôn. Đây là một điều tích cực nhằm tạo lập nền tảng gia đình bền vững và đầu tư cho con cái tốt hơn. Nhưng theo các chuyên gia, cũng nên cân nhắc đến những ảnh hưởng như mức sinh thấp và tốc độ già hóa dân số. Kết hôn muộn cũng là xu hướng tại nhiều nước châu Á vốn trọng gia đình như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thậm chí nhiều người đề cao cái tôi thích một cuộc sống thoải mái, không ràng buộc, không phải trách nhiệm hay là nghĩa vụ với gia đình. Không ít người cũng lựa chọn là không kết hôn, không sinh con. Có rất nhiều nguyên nhân. Người thì thích sống tự do. Bên cạnh đó, những khó khăn về tài chính khiến nhiều bạn trẻ muốn tập trung theo đuổi sự nghiệp hơn là xây dựng gia đình. Cũng có những trường hợp do chưa tìm được người ưng ý bởi tiêu chuẩn bạn đời ngày một cao hơn. Số người kết hôn hay có ý định kết hôn tại Nhật Bản đang ngày càng ít đi. Khoảng 1/4 người dân trong độ tuổi từ 20 đến 49 vẫn chọn độc thân, phần lớn là do áp lực về kinh tế. Một số người khác lại muốn ưu tiên sự nghiệp. Họ làm việc đêm ngày và ngại tìm hiểu, tiếp xúc với người khác giới. Xu hướng lập gia đình muộn hoặc lựa chọn cả đời không kết hôn đang gia tăng trong giới trẻ Trung Quốc. Họ ưu tiên dành thời gian phát triển bản thân hơn là vướng vào chuyện gia đình quá sớm. Nhiều phụ nữ lo ngại việc lấy chồng, sinh con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Những năm 30 tuổi là thời điểm vàng trong sự nghiệp. Nếu tôi để cơ hội đó trôi qua, cơ hội đó sẽ khó quay trở lại. Hiện tại tôi thấy thoải mái nhất và không hiểu tại sao phải lấy chồng và làm thêm nhiều nghĩa vụ của cả hai bên. Nếu tôi kết hôn, chồng tôi và bố mẹ anh ấy sẽ yêu cầu tôi phải sinh con. Số cặp vợ chồng mới cưới tại Hàn Quốc đã giảm 23% trong 5 năm qua, trong khi số hộ không có gia đình tăng 75%. Những con số trên đã thể hiện những thay đổi trong quan niệm sống và hôn nhân của giới trẻ ngày nay. Kết hôn muộn là một trong những lựa chọn của mỗi người. Người chọn thì sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tuy nhiên, xét về góc độ xã hội thì cũng có không ít hệ lụy của kết hôn muộn như là tình trạng sinh con muộn, ảnh hưởng sức khỏe, mất ổn định hệ thống kinh tế xã hội, tạo ra những thế hệ bánh mì kẹp, nghĩa là vừa phải chăm sóc cha mẹ già, vừa phải chăm sóc con nhỏ. Nên kết hôn trước 30 tuổi.
và nên có đứa con đầu trước 30 tuổi, kết hôn muộn sau 35 tuổi. Chính những cái đứa bé sinh ra dễ có những cái biến chứng. Trên 40 tuổi bắt đầu với vi chăm sóc con, thế giới cũng như Việt Nam đang dẫn tới một cái hiện tượng gọi là thế hệ bánh mì kẹp, vừa phải chăm sóc con của mình nhưng một cái trọng trách nữa không thể bỏ được, đó là chăm sóc người cao tuổi. Quá nhiều thời gian lo cho con, lo cho bố mẹ, họ không còn cơ hội để tiến thân, lo cho cuộc sống, ảnh hưởng rất nhiều đến cái nguồn lực xã hội, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng lao động, ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của họ. Ở xã hội xưa hay hiện đại, thông thường thì người lo lắng bận lòng hơn cả khi mà con cái đến tuổi mà chưa kết hôn là các bậc phụ huynh. Những tiếng thở dài, những đêm trăn trở vì lo lắng cho hạnh phúc của con. Có những người con vì thương cha mẹ mình mà bắt đầu một mối quan hệ không bền vững. Thế nhưng có nhiều ông bà bố mẹ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của con mình. Năm 1967, ông Trung và bà Truy tổ chức đám cưới. Khi ấy ông 30, còn bà 26 tuổi. Cái tuổi tôi 26 là tuổi gần như là ế đấy. Trong suy nghĩ của con người lúc bây giờ, 23 tuổi, 24, 25 tuổi mà không kết hôn thì sẽ rơi vào tình trạng thế tắc. Lúc bấy giờ mẹ tôi như thế là 67 tuổi, con ở xa, bà cụ không biết chữ nhưng nhờ người ta viết, bảo con ơi, con là còn đợi bà. Bao giờ mới nghĩ đến chuyện gia đình, mẹ tóc đã bạc trắng đầu rồi. Thế thì cái đó là buộc lòng chúng tôi phải suy nghĩ đến. Văn hóa đề cao giá trị gia đình của người Việt. Thời nào cũng thế, cha mẹ luôn muốn con yên bề gia thất trước khi mình tuổi cao. Ngày nay, mong muốn ấy vẫn còn, nhưng nhiều bậc cha mẹ ủng hộ và tôn trọng quyết định của con mình. Ông bà có 4 cô con gái, 2 người lập gia đình năm 23 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học. 2 người còn lại sấp xỉ 30 mới lấy chồng. Nó đẻ năm 81, nhưng mà 2011 mới cưới. Học xong cái trường tổng hợp ấy, thì nó lại có một cái học bổng Fulbright cho nó đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ. Thì xung quanh cũng có những người bạn tốt của tôi, thì nói rằng các cháu hoặc là ông bà kén quá. Thực ra là tuổi già thì ước muốn là muốn có nhiều con, nhiều cháu để cho vui vẻ. Thế nhưng mà cuộc sống thì cũng bị đưa đẩy cho nên các con, các cháu nó phải đi học, nó phải đi kiếm ăn. Thì tôi cảm thấy như người ta vẫn bình tĩnh cho con nó học hành, nó có công ăn việc làm, rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi nói đến tình yêu và hôn nhân của người Việt thuở trước, người ta hay nhắc đến câu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Yêu ai, cưới lúc nào, không phải từ quyết định của người trong cuộc. Nhưng nay, quan điểm và cách thể hiện cũng có nhiều thay đổi. Nhiều bậc phụ huynh cũng nhận thức rõ, hạnh phúc hôn nhân của con cái không thể đến từ ý muốn của cha mẹ.